Kính thưa cùng toàn thể anh chị em bên Công giáo, kính thưa quý liệt vị thính giả, sau đây mình xin trình bày một tài liệu, đó là Đan viện phản Chúa. Vì sao mình lấy từ đề Đan viện phản Chúa hay là vô phép vô thiên? Thì nó có nguyên nhân. Tại vì trên bài viết như thế này, đặt tiêu đề là chứng từ cao nhất về tài sản đất đai của Đan viện Thiên An. Nhưng đây là người viết là âm Lý Thái Xuân. Nhưng thật xa ra thì nếu nói như vậy thì nó êm ả quá, nó không có mạnh, nó không có xoáy trong cái não của bọn Đan viện. Và nói chung là bọn Công giáo. Thì vì sao mình nói là họ phản Chúa? Thì Chúa có bao giờ dạy vấn đề tranh giành đất đai với dân bao giờ đâu. Và nếu những người tranh giành đất đai hoặc là cướp bóc phản những lời Kinh Thánh Chúa, và sau đây mình sẽ trích dẫn đàng hoàng, thì nếu phản Chúa thì họ sống vì cái gì? Họ sống trên cuộc đời, trên đất nước Việt Nam này vì cái gì? Theo thiện ý của mình thì họ ở đây, họ lập phe, lập nhóm để họ phản quốc, và họ tạo dựng cái gọi là cái đảng phái riêng, chứ không phải tu theo Chúa và cũng không phải tu theo một cái tôn giáo nào. Họ chỉ mượn chiếc áo của dòng Chúa Kitô để khoác lên mình, để làm nên những cái trò trống phản cảm như thế này. Thì không nói nhiều, đây là bằng chứng. Chứng từ cao nhất về tài sản đất đai của Đan viện Thiên An, hay còn gọi là phản Chúa, Đan viện phản Chúa. Khi chính quyền đến thu hồi đất đai lại cho dân, thì các bạn hãy trả lại cho các sách như lời Chúa dạy: đừng nuôi chó, đừng sắm rựa, đừng dùng những lời khó nghe cho người dân đến đòi đất. Đó là những chứng từ cao nhất về tài sản của quý vị ở Đan viện Thiên An. Thưa quý vị tu sĩ Kitô giáo ở Đan viện Thiên An, là người theo đạo Kitô giáo, tức thờ Chúa Giêsu, bất kể là Công giáo, là Mã, Chính thống giáo, Anh giáo hay Tin lành, đều cùng đọc và tôn trọng quyển sách gọi là Thánh Kinh. Vậy đó là một thứ tài liệu cao nhất đối với Kitô giáo, có phải vậy không? Mấy năm qua, các vụ lùm xùm của Đan viện Thiên An chỉ là chuyện chứng minh tài sản ranh giới đất đai nào là của Đan viện và đất đai nào là của quần dân chúng. Nói chung là tranh chấp đất đai. Theo luật đất đai của Việt Nam dưới chính quyền hiện hành, tất cả đất đai trên lãnh thổ Việt Nam đều là của nhân dân Việt Nam nói chung, nhưng do nhà nước quản lý. Vậy chuyện tranh chấp đất đai của Đan viện phải do nhà nước phân xử. Nhưng vấn đề ở đây, các đan sĩ không chịu tuân theo pháp luật của Việt Nam. Người ta gọi hành động đó là vô pháp, vô thiên. Đối với pháp luật thì quý vị vô pháp, còn chữ vô thiên thì tôi xin phân tích xem quý vị có tôn trọng Thánh Kinh hay không. Roma 13:2.1 đến câu 2. 1. Mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình, vì chẳng có quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời. Các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định. 2. Cho nên ai chống cự quyền phép, tức là đối nghịch với mạng lệnh Đức Chúa Trời đã lập, và những kẻ đối địch thì chuốc lấy sự phán xét vào mình. Quý vị có làm theo kinh Roma đó không? Chắc là không. Chắc chắn là không, chứ không phải là không. Nhưng
Những lời như thế thì buồn chán lắm, nên quý vị lại thích nghe những lời khác cũng của Chúa nhưng hoàn toàn ngược lại, có thể gọi là ác bá. Các lời Chúa có viết như sau: một, Phục Truyền Luật Lệ Ký hay Đệ Nhị Luật chương 12 đoạn 2 đến đoạn 7: phải vằm nát và đốt tất cả những nơi thờ tự của những kẻ ngoại đạo, phá bỏ tất cả những ông thần mà họ thờ. Chương 20 từ câu 10 đến câu 16. 10. Khi ngươi đến gần một cái thành đặng hãm, trước phải giảng hòa cùng nó. 12. Ví bằng thành không khứng hòa nhưng khai chiến cùng người, bây giờ ngươi sẽ vây nó. 13. Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ngươi sẽ phó nó vào tay ngươi, rồi ngươi giết hết thảy người nam bằng lưỡi gươm. 14. Xong, ngươi phải thâu cho mình những đàn bà, trẻ con, súc vật và mọi loại chi ở trong thành, tức là mọi của cướp được, ngươi sẽ ăn lấy của cướp của quân địch mà Jehovah Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi. 16. Nhưng trong các thành của những dân tộc mà Jehovah Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi làm sản nghiệp thì chớ để sống một vật nào biết thở. Cho nên có lẽ các bạn không xem chính quyền Việt Nam là chủ đất nước Việt Nam chỉ vì các bạn bị nhồi sọ bằng những lời kinh ác bá như thế. Chả trách nào Vatican phải im lặng. Họ không thể cho rằng những đăng sĩ này vi phạm bất cứ điều gì của hội thánh cả. À đây nữa, chẳng những không tuân lệnh nhà nước, quý vị còn vu vạ cho chính quyền dùng những lời lẽ hằn học hận thù ghi tạc lên một bia đá nữa. Xin nghe đoạn nói về bia đá đó qua trang Người Công Giáo ngày 12 tháng 8 năm 2020 viết như sau: tổng hợp nguồn tin từ cha Giêsu Đinh Hữu Thoại và trang Tin Mừng cho Người Nghèo, trang Truyền Thông Thái Hà của Thái Hà, Hà Nội đã viết về sự việc đang xảy ra tại Đan Viện Thiên An Huế. Chiều nay 11 tháng 8, Đan Viện Thiên An Huế tiếp tục bị sách nhiễu tấn công. Tuy nhiên, nguồn tin nhiều nguồn xác tín về sự việc không hẳn như vậy. Theo đó, qua tìm hiểu mới hay, việc công an xuất hiện tại đồi Thánh Giá nơi có thánh tượng Chúa Giêsu chịu nạn xuất phát từ việc có một phiến đá lớn màu đen được các đan sĩ đặt trên đồi Thánh Giá tạc với những dòng chữ màu trắng tóm tắt như sau: lịch sử đồi Thánh Giá nêu bật các vết tích chứng tích theo mốc thời gian chứng minh nhà cầm quyền tỉnh Thừa Thiên Huế vi phạm quyền tự do tôn giáo, xúc phạm thánh tượng, dùng hung khí hành hung dã man các đan sĩ. Chính nội dung của phiến đá khiến giới chức tại đây không đồng lòng. Họ cũng nhiều lần yêu cầu các đan sĩ tại đây dỡ bỏ và đồng thời không có các hành động lấn chiếm trên khu đất thuộc quyền quản lý của chính quyền địa phương. Nhưng đáp lại, các đan sĩ lại tỏ ra cứng đầu, liên tục có những hành động thách thức, thậm chí gây gổ với các lực lượng khi họ đến tại đây để thực thi công vụ. Và như hầu hết những vụ va chạm khác, khi hai bên lời qua tiếng lại chắc chắn sẽ khó tránh khỏi những xung đột. Nhưng thật tiếc, các đăng sĩ đã dùng truyền thông để làm lớn sự việc và có động thái xem như đó là một sự vi phạm nghiêm trọng về quyền tự do tôn giáo của đăng viện và các đăng sĩ. Và thế là quý vị đã lu lo bằng những chuỗi cầu nguyện, không chỉ cầu nguyện theo kiểu đuổi tà mà còn kêu gọi hiệp thông cầu nguyện trực tuyến nữa. Chưa hết, quý vị lại báo cáo láo với quốc tế. Theo Việt Nam Thời Báo ngày 15 tháng 8 năm 2020, vụ việc tại Đan Viện Thiên An đừng đổ lên đầu người dân mọi chuyện. Vừa qua trên Internet xuất hiện tài liệu báo cáo về tình hình tôn giáo Việt Nam quý 4 năm 2018
của cái gọi là Hội Bảo vệ Quyền Tự do Tôn giáo, gồm nhiều nội dung xuyên tạc tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam. Trong đó có đề cập đến vụ việc khiếu nại đòi đất vô lý của Đăng viện Thiên An, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Điều đáng nói, các đối tượng soạn thảo đã cố tình đổ lỗi cho người dân địa phương trong việc đấu tranh bảo vệ ruộng vườn, mồ mả và cả tính mạng của mình trước đã giả tâm bành trướng từ phía nhà dòng. Sau đây là các hành động của quý vị tu sĩ làm cho người dân tên Nguyễn Viết Cũ, thôn Kim Sơn, xã Thủy Bằng kể trong bài. Một số đan sĩ của Đan viện Thiên An xuyên tạc vu khống chính quyền ngày 18 tháng 8 năm 2020. Khởi đầu bằng việc ngày 14 tháng 1 năm 2015, một số đan sĩ trong Đan viện Thiên An có hành động lấn chiếm 40 mét vuông đất của gia đình ông và lấn cả đất của Lâm Trường Tiền Phong do gia đình ông phản đối, và bị Lâm Trường Tiền Phong ngăn chặn nên số tu sĩ này dừng lấn chiếm. Nhưng những ngày tiếp theo, một số đan sĩ lại dùng đá, cây cối rào cản đường dân sinh đi vào thôn Kim Sơn trên phần đất do Lâm Trường Tiền Phong quản lý. Tháng 3 năm 2016, một số đan sĩ tiếp tục lấn chiếm của ông cũ khoảng 100 mét vuông thì bắt gặp sự phản đối quyết liệt của gia đình ông. Một số đan sĩ Đan viện Thiên An còn bốc vứt hai phần mộ của gia đình tôi. Chúng tôi tìm kiếm đã nhiều năm nhưng không biết hai phần mộ đó bây giờ ở đâu. Chúng tôi đã nhiều lần yêu cầu đan sĩ Đan viện trả đất, chấm dứt hành động ngang ngược phá hoại, cũng như gửi đơn khiếu nại đến chính quyền địa phương, nhưng năm này qua năm khác vẫn không được giải quyết. Không phải chỉ mình tôi mà rất nhiều người dân của thôn Kim Sơn cũng là nạn nhân. Chúng tôi rất bất bình. Ông Nguyễn Viết Cũ bức xúc. Ông BTH, người dân xin được giấu tên, ở thôn Cư Chánh 1, cũng rất bức xúc. Cuối cùng cuối năm 2018, tôi được thuê làm thợ xây dựng nhà thờ của ông Tuấn. Vị trí đất này thuộc thôn Cư Chánh 1, đoạn ngã 3 tỉnh lộ 25, giao với đường dẫn lên dòng Thiên An. Trong lúc tôi và những người khác đang làm việc thì có nhiều đan sĩ của đan viện kéo đến. Họ đứng xung quanh đọc kinh cầu nguyện, dương băng rôn, rồi yêu cầu chúng tôi không được xây dựng. Trong đó có đan sĩ Nguyễn Văn Lợi đã ngang ngược tuyên bố cỏ mọc đường đi lên Đan viện Thiên An là cỏ của Đan viện Thiên An, toàn bộ đất thôn Kim Sơn, thôn Cư Chánh 1 là của Đan viện Thiên An. Xin hỏi quý vị đi tu làm đan sĩ để làm gì? Diện tích 107 hectare đất bao la. Quý vị hiện tại chỉ sinh sống trồng trọt lấy hoa lợi trên một diện tích khoảng 9 hectare thôi. Tại sao quý vị muốn chiếm hết mảnh đất to lớn đó để làm gì? Trở lại chứng từ cao nhất về tài sản đất đai của Đan viện Thiên An. Thầy Bút Lâm Phú Châu ngày 16 tháng 8 năm 2020 có mấy câu nhắc nhở như sau gửi các bạn trẻ hắc y đan sĩ ở Đan viện Thiên An. Thứ nhất, chú dạy: nước của ta không thuộc về thế giới này, thế gian này. John 18:2-36, nghĩa là ở trên trái đất này không có cái gì thuộc về chú hết. Thứ hai, chú nói của Kasa trả về Kasa, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa. Matthew 22:17-21, nghĩa là của chính quyền thì trả về cho chính quyền. Rốt cuộc các bạn chỉ ăn nhờ ở đậu ở đất Việt Nam thôi, chứ không có cái gì thuộc về của Thiên Chúa cả. Thứ ba, Chúa cũng vậy: các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất. Matthew 6:2-19, ta lại nói cùng các ngươi, lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn một người giàu vào nước Chúa Trời. Matthew 19:2-24. Vậy các bạn đừng tham lam của cải, lấn chiếm đất đai cả trăm mẫu tay để làm gì?
Thứ tư, Chúa cũng vậy. Mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình, và chẳng có quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời. Các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định. Roma 13:2.1. Nếu các bạn cứ lo giành đất với người lương hay với chính quyền, là các bạn trở thành những kẻ ăn cướp. Coi sao được hình ảnh của Chúa dưới trần? Khi chính quyền đến thu hồi đất đai lại cho dân, thì các bạn hãy trả lại cho các sai như lời Chúa dạy. Đừng nuôi chó, đừng sắm rựa, đừng dùng những lời khó nghe cho người dân đến đổi đất. Đó là những chứng từ cao nhất về tài sản của quý vị ở Đan Viện Thiên An. Bài của Lý Thái Xuân. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin hẹn quý vị và các bạn trong clip sau.